Hello cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe và bình an nha. Rồi, hôm nay em chỉ về được vài con mới à. Em lên con đầu tiên nha. Đây, một em Seiko nha, em bán 480 bao ship nha. Size là 40 em mới mua cây húp mới nè. Mấy chục ngàn. Đó, size 40 Titan nha, kính có xước nha. Đó, 480. Sản xuất tại Nhật nha. Đặc biệt là có nó có đèn nha, 480. Lời đúng 50.000 luôn á. 480 nha cả nhà. Titan A3 480. Lời đúng 50.000 luôn nha. Rồi em lên một con Casio đời cổ nha. Đó. Thế giới này kia. Rồi em bán nhanh luôn, 730 bao ship nha. Sản xuất tại Nhật nha. Size là 39. Size 39.5 nha. Đó, có chuông, có chạy hai máy, lịch vạn niên, giờ thế giới, có chuông nha. Đó, có nút để chỉnh kim rồi này kia. Đó, lịch vạn niên nha, thứ hai 18 tháng 7 năm 2022. Các múi giờ thế giới là bấm đến đâu là múi giờ đó hiện ra nha. Nó có hai nút này nè nha. Đó. Rồi 730 bao ship nha cả nhà. Sản xuất tại Nhật luôn, hàng cổ nha. Rồi em sale con này, hôm nay em sale vui vẻ 580 bao ship nha. Pin năng lượng nha. Sản xuất Thái Lan, hàng nội địa Nhật, size tầm 38 chưa núm, nếu đo ngang là 40. Đó, đèn chuông này kia đầy đủ. Mọi người chụp hình lại báo em tư vấn nha. Rồi, có dạ quang nha, chuông báo thức, lịch vạn niên đầy đủ luôn. 580 nha, 580 bao ship. Hôm nay em sale bớt nha. Rồi con này em sale vui vẻ luôn, 580 bao ship luôn. Size tầm 38, chạy hai kim và ô điện tử nha. Đèn chuông rồi báo thức đầy đủ luôn. Đó. Dán mỏng nha, full thép nha, sản xuất Thái Lan nha. Đây 630 em sale còn 580 nha. Đó. Hôm nay em sale, em xả bớt hàng nha cả nhà. Em lấy vốn em nhập hàng mới, cả nhà ủng hộ em. Đó, kim cọc vàng, dây thép, 580 bao ship nha. Hôm nay là đại sale. Casio này em bán 480 nha, 3 kim. Đó, nguyên rin luôn. Đây 530 em bán 480 nha. Hôm nay em sale hết. Em đại sale luôn cho cả nhà có đeo. Đó 480, chuông đèn, chuông đầy đủ, dạ quang sáng. Chuông báo thức, lịch vạn niên, bấm giờ. Đó, giờ quang sáng nha cả nhà. 480. Mọi người cứ chụp hình lại. Đó, sản xuất tại Nhật luôn nha. Núm này là chỉnh 3 kim, còn hai nút này là chỉnh điện tử nha. Full chức năng nha. Đó, em này cũng sale luôn, 530 bao ship nha. Đầy đủ thông tin, đầy đủ lịch vạn niên. Pin năng lượng nha, multi band 5, nội địa Nhật. nó sản xuất Thái Lan luôn, và đặc biệt là có đèn tự động nha cả nhà, có đèn tự động nha, đèn xanh đèn hoàng nha, pin năng lượng khỏe nha, đầy đủ chức năng luôn nha. Đó, em sale còn 530 bao ship thôi, một tờ xanh thôi. Đó, hàng cũng cổ nha, một dạng hàng cổ nha, sản xuất Thái Lan nha. Đó, size thì tầm 44 chưa núm nha, 44.000 nha, là cả núm rồi nha, 44 á. Dây thép, thép đúc luôn nha, sản xuất Thái Lan nha, 530 bao ship nha, đèn tự động, đầy đủ chức năng luôn nha. Rồi em này em cũng sale luôn, 480 bao ship nha, mọi người nghe rõ nha, 480 bao ship, sản xuất Thái Lan, dòng nội địa Nhật, Wayceptor nội địa Nhật, 480 bao ship. Đó, có hai kim và hai ô điện tử nha, còn nguyên chữ Nhật luôn, dây thép nè, con này độ mới rất là cao, đẹp keng luôn nha. Đây, chuông đèn đầy đủ nữa, chứ không phải em sale là đây. Lịch vạn niên nè, báo thức nè, có 3 báo thức nè. Đó, đèn xanh nha cả nhà, đèn xịn sò nha. Đó, đèn xanh 480 bao ship nha. Dây thép nè, size tầm 40 nha, dây thép đúc luôn, nội địa Nhật, sản xuất Thái Lan nha, 480 bao ship. Rồi con này em sale luôn, 580 bao ship nha cả nhà, 580 dạ quang sáng. Đó, dây đề mi, size tay tầm 17 này, dính gì đâu. Đó, 580 bao ship nha, dạ quang rất sáng luôn, size 40 nha, 580 bao ship. Bảo sale, hôm nay là bảo sale nha. Rồi con này em bán bình thường, bây giờ em bán 630 bao ship nha, hai ô điện tử nè, chạy hai kim, hai ô điện tử, đèn xanh nha, dạ quang sáng nha, đèn xanh, chuông đồ đầy đủ chức năng luôn, 630 bao ship nha, 630, size 43, 43.000 nha. Đó, 43.000. Đó, em sale luôn nha, con này đây sale Ý, bình thường em sale còn 980 bao ship nha, máy Thụy Sĩ nha, con này máy Thụy Sĩ nha. Đây, dây đầy mi, dây thép đúc, rất là nặng luôn, size 37.000, 37.000, kiểu dáng độc lạ, sale 980 bao ship, càng là 49.4, cũng rất là to nha, Thụy Sĩ nha cả nhà, 1980 bao ship nha. Rồi con Pepsi này em cũng sale luôn, 680 bao ship nha, hàng khủng nha, size to, full chức năng luôn, hàng cổ nha. Đó, size 45 chưa núm nè. Đó, niền xoay hai chiều nha, sản xuất tại Hàn Quốc nè. Đó, Hàn Quốc nha, chuông đè, chuông đầy đủ luôn. Đó, lịch vạn niên, dạ quang sáng, có la bàn luôn, dạ quang nha, có la bàn luôn nha. Đó, hướng Đông Nam nè, thấy chưa. Đó, có la bàn luôn, 680 bao ship nha cả nhà. Ông này em cũng sale còn 630 bao ship nha. Đó, niềng xoay, máy Thụy Sĩ nha, 630 bao ship nha, Thụy Sĩ nha, Swiss made nè, size tầm, size đo ngang luôn là 48 nha, cả núm, nếu đo kia là 42, 42, 43 chưa núm. Nó giờ quang sáng, có la bàn luôn, 630 bao ship, dây mới luôn, hàng cũng cổ nha, 1995 đến giờ nha cả nhà. đó, The Fit 1995 nè, Parallel World gì nè đó. Đây em xem một con Casio G-Shock nha, nó hàng cổ nha, sale còn 780 bao ship nha, sản xuất tại Nhật luôn, Japan Y nè, có đàn có chuông đầy đủ nha. Đó, đàn chuông đầy đủ nha, hàng độc nha, hàng xứng đáng sưu tầm luôn, 780 nha. Đó, size 42 chưa núm nè, cả núm là 47 nha, 780 nha. Dạ, mấy cái giá mà em sale là đem về bán lại được luôn. Này là 480 bao ship luôn nha. Con này 480, độ mới cực cao luôn, như mới luôn. Dạ, quan số học trò nha. Niền xoay 480 bao ship. Đó, cả nhà không nghe lầm đâu. Niền xoay 2 chiều luôn, 480 bao ship, size cũng to nha, 43 chưa núm nha, cả núm là 45. Đó, dây đồ mới tinh mới keng luôn nha, 2 lịch. Đó, 480 bao ship nha cả nhà. Rồi con này 880 em sale rồi, còn 780 nha. Con này đời cổ nha, Seiko đời cổ nha, size cũng bự nha cả nhà, size 44 chưa núm nha, cả núm là 46. Đó, nói chung là 43 44 chưa núm đó. Đó, sản xuất tại Nhật nha, Japan nè, 780 bao ship nha. Đó, phơm kiểu dáng rất ngầu đi, nó là dây cao su nha. Đó, đẹp keng luôn, đặc biệt là nó có đèn nha, chứ không phải đó, dạ quang 2 kim và đèn nè, có ẩn những số học trò ở trong nữa nha, rất là độc lạ luôn. Hàng này thuộc dạng hàng quý hiếm luôn nha, 780 bao ship, sản xuất tại Nhật nha cả nhà, đẹp lan can luôn. Rồi B12 530 bao ship, em sale còn 430 bao ship nha. Đó, con này còn tem của chống hàng giả, tem chính hãng luôn nè, 430 bao ship nha cả nhà, dây đề mi nha, đẹp, size 37 chưa núm nha, sale 430 nha, cả nhà ủng hộ em. Rồi bỏ giấy này luôn, em sale em lấy vốn em nhập lô mới về nha. Đẹp len keng luôn, còn dây nữa nha. Đó, 430 bao ship nha cả nhà. Rồi một con Casio Edifi nè, em bạn sale 630 bao ship nha. Nó chạy 6 kim, dây đề mi, dây nè, đầy đủ chức năng luôn nha, size tầm 40 nha, 40 6 kim, có dạ quang nha, 630 bao ship, dạ quang nha, 630 nha cả nhà. Rồi con này 580 sale còn 530 nha, mới cứng luôn nha, Citizen pin năng lượng là niềng xoay nè. Đó, 530 bao ship nha cả nhà. Đó, Citizen nha, size thì tầm 42.5 chưa núm nha. Rồi 530 bao ship nha, niềng xoay. Đó, lộ máy sao luôn, chống nước 200m nha. Con này chắc chắn là chống nước ngon nè, nguyên khối nè. Đó, nguyên khối, tại vì đâu có cần thay pin, nó pin năng lượng mà cần gì thay. Đó, nguyên khối. 530 bao ship nha. Rồi em xem một con tăng này 480 bao ship nha. Đó, rất là đẹp luôn, ống ánh rất là đẹp luôn nha, 480 bao ship nha, hàng Nhật nha, còn nguyên chữ Nhật nè, đằng sau chữ Nhật luôn nè, còn siêu luôn nha. Đó, 480 bao ship, size 28 chưa núm nha, càng là 46. Đó, rất đẹp luôn, 480 nha, kim cọc số học trò 12 màu sắc luôn nha. Rồi con này hôm bữa em báo là 380, em bán luôn 330 bao ship nha, của Nhật nha, size bit, solar, pin năng lượng nha, chuông rồi báo thức đầy đủ nha, hàng đúng chuẩn rồi, về điện Nhật luôn. Tại vì nó có cái gì tần số 40 ở đây nè, nó nhận sóng nè, có cột sóng nè. Nếu mà ở bên Nhật á, nó nhận sóng nó tự cập nhật giờ luôn nha, khỏi phải chỉnh chi mất công. Còn đây đèn nó đây đó, 330 bao ship nha cả nhà, size 43 luôn đó, quá đẹp, 330 bao ship nha. Đây con này em cũng bán 580 bao ship nha. Đó, dây đề mi size 40, chưa nấm, mặt xám, lông chuột, dạ quang sáng, 580 bao ship nè. Dạ quang rồi này kia nha, 580 bao ship nha cả nhà. Này em sale lúc cán rồi đó. Bữa con này em bán 630, ok, hôm nay em còn 530 luôn, 530 luôn nha. Seiko Seiko nha, có đèn, có chuông đầy đủ luôn nha, có đèn có chuông luôn nha. Đó, có chuông nè, đèn dạ quang sáng, size tầm 40 nha. Đó. Đó, có đèn chuông dạ quang sáng nha, 530 nha, một tờ xanh nè, bao ship luôn, size tầm 39 40, chưa núm nha. Đó, dây nè, 530 bao ship nha. Lên một con Seiko tăng 580 bao ship nha, sản xuất tại Nhật luôn nè nha. Đó, rất đẹp luôn, hoài cổ dây nè, đẹp len ken, size tầm 31 32, chưa núm nha, cả núm là 34, càng là 37. Đó, dây nè, dây còn tăng đưa nha cả nhà. Dây tay đang 17 nha, còn tăng đưa một mắt nữa, một lỗ nữa. Đó, rất là đẹp luôn, 580 bao ship nha, 2 lịch nè, hoài cổ 580. Ok, con này em đang đeo luôn, em bán nhanh luôn, 580 bao ship luôn nha. Đó, con này em đang đeo nha. Đó, hàng nội địa Nhật nè, em đang đeo luôn, sản xuất tại Nhật luôn nha cả nhà, hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn. Đèn xanh, mặt xanh dương, mà đèn xanh dương luôn. Đó, đèn xanh 2 màu luôn, 580 bao ship nha. Nè, có lưu danh bạ nè, có chữ chạy nè, danh bạ nè, báo thức nè, có báo thức, báo tiếng, lịch vạn niên. Đó, bấm báo thức, bấm giờ nè, chỉnh kim. Đó, size tầm 40 nha. Rồi 580 bao ship nha cả nhà, 580. Ok, một con Casio G-Shock nè. Rồi em bán vui vẻ cả nhà, 430.000 bao ship luôn, đầy đủ chức năng luôn, đèn xanh đổi màu, 430 bao ship nha cả nhà, nghe không lầm đâu. Đó, đèn xanh nè, chuông đồ đầy đủ chức năng luôn, 430 bao ship, sản xuất tại Thái Lan, đúng rồi, Thái Lan nha. Đó, 430 bao ship. Con này đẹp mới hơn, tầm 480 nha, 480 bao ship nha. Đó, lúc trước em bán 580 nè, bán 480 luôn, vui vẻ mà. Đó, đèn chuông đầy đủ, có đổi màu luôn nha, đèn xanh. Đó, 480 nha. Con kia thì 430, con này 480, sản xuất tại Thái Lan nha, đầy đủ chức năng luôn nha. 4.8. Hôm nay coi như là em tri ân khách hàng nha. Rồi con Baby Bow này em bình thường em bán 8.8, em giờ em sale còn 830 nha cả nhà. 830 bao ship luôn, niềng xoay nè, 2 AO điện tử, lịch vạn niên, báo thức đầy đủ. Hàng này nội địa Nhật nha. Đó, sản xuất tại Nhật luôn. Size thì tầm 39 chưa núm nha, 39 40 chưa núm nha. Cả núm là 41. Dây Titan mà hả, giống như là có đề mi nè. Đó, rất đẹp luôn, có chuông là báo thức. Đây. Đó, có chuông báo thức rồi kia nha, lịch vạn niên, bấm giờ, giờ song song này kia đầy đủ luôn. Rồi 830 ship nha cả nhà. Rồi con Casio Baby G này em bán 330 bao ship nha, lấy vốn nha. Đó, đầy đủ chức năng luôn, đèn nè, 330 nha. Đó, đèn mà xanh xanh vàng, vàng chanh nha. Độc lạ, sản xuất tại Nhật luôn, Japan nè. Đó, bình thường em bán 380, giờ em còn 330 nha, size 39 nè. Đó, dành cho nữ nè, nữ nam tay nhỏ nha. Rồi con này 530 đúng không, em bán 480 luôn nha. Đó, hàng cổ nha cả nhà, hàng cổ nha, đèn chuông đầy đủ chức năng luôn. Đây 480 nha, mấy con này em nhập cao nha, tại vì nó đẹp, nó độc. Đó, đèn nè, đèn xanh dương, đèn xanh dương mới chịu, đầy đủ chức năng luôn nha. 480 nha, nó đủ màu luôn nha, chứ không phải dơ nha. Đó, nó màu kiểu gì rồi sóc vậy đó. Hàng cổ nha, 480 bao ship nha. Đó, con này 4.3 em bán 380 luôn. Đó, Baby G nè, sản xuất tại Nhật nha, có đèn nha. Đó, đèn sáng trưng luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn, size tầm 39 nè, dành cho nữ nha, đẹp keng mới tinh luôn nha. 380 nha cả nhà, 380. Lên một con Casio này 430 nha. Đó, niềng xoay 2 chiều nè. Đó, niềng xoay ở trong nha, chứ không phải ngoài nè. Đó, dây đồ đẹp luôn, size tầm 42 lần nha cả nhà, 42, 43 nha, cả núm là 45. Đẹp keng mới tinh luôn, 430 bao ship. Dạ quang sáng chân luôn nha, 430 bao ship nha. Con này bình thường em bán 580 nha, đẹp keng mới tinh luôn, em bán 530 nha cả nhà, 530 bao ship nha. Đó, chưa em chưa chỉnh nha, có danh bạ nè, size 40 nè, giờ thế giới nè, báo thức nè, đếm ngược nè, bấm giờ nè, lịch vạn niên nè. Đó, có đèn nữa nha, đèn dạ quang này kia, 530 bao ship nha, con này mới tinh luôn nha. Đó, đèn cực sáng luôn, 530 bao ship nha. Rồi em bán vui vẻ một con này 580 bao ship nha cả nhà, nghe không lầm đâu, 580 bao ship. Đó, dây rút luôn, pin năng lượng nha cả nhà, size 40 chưa núm nè, 2 kim, đầy đủ chức năng luôn nha, chứ không phải gì đâu, đầy đủ chức năng, báo thức, lịch vạn niên, chỉnh giờ bằng điện thoại được luôn. Đó, dạ quang sáng, có đèn. Dạ quang sáng, có đèn luôn nha, 580 bao ship nha, dây rút nha. Em giới thiệu một con cá kiếm này, độc lạ nè, Casio cá kiếm, sản xuất tại Nhật nha. Đây, niềng xoay nè, Con này 580 lần nha cả nhà. Có đèn hàng cổ nha, đây dạo quang nè. Đó, dạ quang hai màu luôn nha. Rồi đèn nữa, đèn màu gì nè. Đó, có 580 mà. Nó hiện hình con cá lên luôn nha. Dòng cá kiếm nha. Ai mà chơi cá kiếm mà phải tranh thủ con này nha. Cực hiếm luôn. Đó. Rồi em giới thiệu cả nhà một con đồng hồ em mới sưu tầm được. Con này thì 780 luôn nha cả nhà. Casio nè. Sản xuất năm 1999 đến giờ cũng phải hai mấy năm rồi. Đó, rất là đẹp, bao ngầu luôn. Đây có chức năng gì nè, cái đầu tiên là danh bạ, còn này là nó có chữ chạy luôn nha. ID nha, mình có thể edit nó thành chữ gì cũng được nha. Đó, chữ nè, chữ A, B, C rồi luôn. Về cả nhà tự ngồi nha, 780 bao ship luôn nha. Chữ nè, chữ chạy nè, rồi tên nè. Nó có nhiều chức năng ghê. Rồi báo thức nè, báo thức thì không nói rồi, thôi tắt đi. Bấm giờ nè. Ê, dừng nè. Đó, nói chung đầy đủ chức năng luôn, đẹp nha. Dây nè, dây đề mi nè, dây này có hai cái rất là đẹp, độc. Con này thuộc dạng siêu hiếm luôn á, 780 nha cả nhà. Đèn âm bản nha, rất là đẹp, bao ngầu luôn. Nói về độ hiếm thì con khỏi cái bàn. 780 nha cả nhà. Đây một con Seiko Titan nha, sản xuất tại Nhật nè, mặt hai lòng nè, màu dễ thương không? Màu hoài cổ hai địch. Rồi em bán luôn 630 bao ship nha. Dạ quang là cực kỳ sáng luôn nha. Có sao nói vậy, dạ quang cực sáng luôn, 630 bao ship nha cả nhà, sản xuất tại Nhật nha. Size tầm 36, 37 à. 630 ship nha. Seiko nha, sản xuất tại Nhật nha, hai lịch titanium nha. Rồi con dâu này em bán 430 bao ship nha cả nhà. Em sale hôm nay em chi ân khách hàng, em sale hết luôn. Size tầm 35 chưa núm nha. Đó, con dâu này có chữ switch gì nè. 430 bao ship nha. Bao đọc luôn. Rồi em có con này luôn. Bình thường thì em bán 680. Ok, hôm nay em chơi đẹp luôn, 580 bao ship nha cả nhà. Casio Wayceptor, đó nội địa Nhật nha. Phơm dán mỏng, pin năng lượng kim cọc vàng, mặt xanh, đèn chuông, rồi pin năng lượng khỏe luôn nha. 580 bao ship nha, chỉ trong video hôm nay thôi. 580 luôn nha. Có đèn nha cả nhà. 580 bao ship nha, dây rút nha. Đó, hôm nay em chi ân khách hàng lớn luôn. Rồi. Đây một em đồng hồ em bán luôn. Ok, bán luôn 330 bao ship nha. Form to. Đó, em đẩy hết luôn nha. chuyên hết hàng nha, size 44 chưa nấm nha, có rung luôn, báo thức lịch đầy đủ nha. 330 bao ship. Mọi người cứ chụp hình lại cho em. Con này hả, em bán 480 bao ship luôn nha cả nhà, sản xuất tại Nhật luôn. Màu vàng nè, 480 bao ship nha, đầy đủ chức năng nha. Mọi người cứ chụp hình lại cho em. Còn này phơm to bự rồi, hiển thị đầy đủ thông tin luôn. Em bán 380 bao ship luôn nha cả nhà, hàng nội địa Nhật nha, 380 bao ship. Đèn xanh nha chứ không phải đèn cam nha. Đèn chuông đầy đủ chức năng luôn, 380 nha. Đây, con này bình thường 650 đúng không, em bán 550 bao ship luôn nha cả nhà. Đèn chuông đầy đủ chức năng luôn, hàng nội địa Nhật nha. Đó, size 42, 43 chưa nấm, full chức năng luôn, dạ quang sáng. Chỉ trong video hôm nay thôi nha, rất là đẹp luôn nha. Em mới mua bức tranh cát. Bình thường em bán con này 480, hôm nay em bán 430 luôn nha cả nhà. Size 40 nè, dạo quang số học trò, đèn luôn. Dạo quang số học trò với đèn luôn nha, đầy đủ chức năng luôn. Rồi hôm nay sơ sơ như vậy đi, có gì ngày mai tính tiếp. Hôm nay coi như là em tri ân khách hàng nha, em xả em sale hàng loạt luôn. Rồi mong cả nhà ủng hộ em, chúc cả nhà sức khỏe. Rồi có gì ủng hộ em chia sẻ kênh giúp em nha. Xin chào.